Anh vẽ bác Hồ đi ạ. Nhờ bác mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Ok em, giờ anh bắt đầu vẽ đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh bút danh khác. Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911. Đó là sự mở đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và sáng suốt 30 năm đi tìm chân lý, tìm con đường giải phóng cho cả dân tộc Việt Nam của Bác Hồ Chí Minh. Bạn nào yêu quý Bác Hồ thì để lại bình luận phía dưới nhé.